Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình web tại Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái ví dụ như thế này, như cái mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Đó là chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng và nó sẽ chuyển động một cách tự động về hai bên, trái và phải. Và mỗi lần chuyển động như vậy thì nó sẽ đổi màu như các bạn đang thấy. Thì đối với một cái dạng chuyển động như thế này thì nhiều bạn sẽ nghĩ đến là chúng ta sẽ phải sử dụng jQuery để thực hiện nó, nhưng không, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính CSS3 để thực hiện điều này. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng những thuộc tính nào của CSS3? Thì ở ví dụ này tôi sẽ cùng các bạn làm rõ điều này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ này. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang. Tôi sẽ đặt tên trang đó là Animation. .html như thế này các bạn nhé. Đó, Animation.html. Ok, chúng ta sẽ tạo ra cấu trúc của trang với tiêu đề là Animation Example. Ok, chúng ta sẽ tạo ra đối tượng là thẻ đích có hình tròn kia. Chúng ta sẽ để một cái ID là Animation, sau đó đóng thẻ đích lại. Ok, thì tất cả những ví dụ mà tôi thực hiện cho các bạn thì tôi sẽ khai báo CSS ở trên chính trang này, ở trên chính trang mà tôi sẽ thực hiện demo. Tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta không nên làm như vậy. Tại sao lại như vậy? Tại vì trong thực tế nếu các bạn khai báo CSS cùng với HTML như thế này thì sau này code của các bạn sẽ rất là rối, các bạn sẽ rất khó để có thể kiểm soát. Và thông thường trong thực tế thì chúng ta sẽ tạo nó thành một file CSS mới, sau đó chúng ta sẽ nhúng nó vào thông qua thẻ link. Thì như vậy các bạn sẽ quản lý nó dễ dàng hơn và kiểm soát nó cũng sẽ dễ hơn. Tuy nhiên trong quá trình học thì chúng ta sẽ viết trực tiếp ở trên trang này bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là code CSS của chúng ta vẫn chưa nhiều. Cái lý do thứ hai nữa là để các bạn, khi các bạn học thì các bạn mở một file lên, các bạn có thể xem được tất cả code của cả cái ví dụ này, thì các bạn đỡ phải mở file nọ file kia phức tạp. Đó, đó là lý do mà tôi sẽ khai báo và sử dụng viết CSS ở trong đây. Chúng ta sẽ sử dụng thông qua thẻ style. Thì đầu tiên tôi sẽ định nghĩa cho thẻ HTML và thẻ body. Tôi sẽ để nó có padding là 0. Chúng ta sẽ reset nó với mọi trình duyệt và margin là 0 pixel. Sau đó tôi sẽ đặt chiều cao của nó là 100% đối với ví dụ này. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến thẻ animation có ID là animation như thế này. Thì đối với thẻ này tôi sẽ định nghĩa độ rộng của nó là 400 pixel, chiều cao của nó tôi sẽ để là 400 pixel. Đồng thời tôi sẽ để background color của nó là có màu đỏ và border của nó là border radius tôi sẽ để là 100% để chúng ta tạo ra được cái hình tròn như thế này. Đây, các bạn có thể chạy thử nó lên thì chúng ta sẽ có được cái hình tròn như thế này. Các bạn phải để 100%, nếu 50% hình tròn nó sẽ không được như vậy đâu. Đây, nó sẽ khác hoàn toàn. Các bạn cứ để cho mình là 100%. À đây, trường hợp 50% đây. Thì các bạn sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Nó sẽ không được quá là perfect. Chúng ta cứ nên để là 100%. Tuy nhiên, đối với trường hợp này thì nó chưa có thay đổi gì. Tại vì là chiều rộng và chiều cao của chúng ta là bằng nhau. Tuy nhiên, tôi khuyên các bạn là cứ để 100% nếu chúng ta muốn có được một hình tròn như thế này. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa body để tôi căn chỉnh, căn lề và căn giữ cho cái thẻ này. Thì tôi sẽ để đây là flex. Đối với flex thì các bạn cũng đã nắm qua được các thuộc tính của nó rồi. Nếu mà bạn nào chưa biết thì có thể theo dõi những cái video khác ở trên YouTube của mình. Mình nói rất rõ về flex và có những cái ví dụ dựng layout với flex. Tiếp theo tôi sẽ căn giữa cho thẻ này. Thì đối với thẻ div thì chúng ta sẽ dùng thêm thuộc tính justify center.
thì các bạn sẽ đưa nó ra giữa như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một việc quan trọng, đó là tạo ra cái hiệu ứng đuổi màu cho thẻ này. Thì ở trong CSS3 nó cung cấp cho chúng ta một cái key, đó gọi là keyframe. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện đổi màu cho thẻ của chúng ta. Nhưng nó sẽ đổi màu dựa trên cái thẻ này, và cái việc đó nó sẽ được quy định bởi animation. Và tôi sẽ sử dụng cái của mình sẽ là pulsel với thời gian là 3 giây easy, và tôi để cái thuộc tính infinite như thế này và alternate như thế này, alternate như thế này. Sau đó tôi sẽ để một cái là nắp. Các bạn có thể gọi tên nó sẽ khác với tôi một chút, thì cái này là do cách phát âm của từng người thôi. Thì tôi sẽ đọc nguyên văn nó ra thì nó sẽ dễ hơn. Linear, thì ở đây tôi sẽ sử dụng linear như thế này, và đồng thời tôi sẽ sử dụng infinite như thế này, infinite như thế này, và alternate như thế này. Ok, chúng ta có gì đó sẽ sai ở đây. Đây thì ba hai cái này chính là cái để chúng ta sẽ phục vụ cho việc sử dụng keyframe. Đối với keyframe cho cái này, chúng ta sẽ thực hiện thay đổi màu khi ở tọa độ là 0% và 100%, thì chúng ta sẽ đổi màu nó. Background color chúng ta sẽ để là red, còn khi ở 50% thì chúng ta sẽ để background color cho nó là orange như thế này. Chúng ta sẽ chạy thử trang này lên xem nó có đổi màu hay không. Thì chúng ta đang nhận thấy là nó chưa có sự đổi màu. À, chúng ta đã thiếu mất một dấu phẩy ở trên này. Chính vì vậy nó cú pháp của CSS nó sẽ bị lỗi đối với animation. Chúng ta các thuộc tính của animation ở bên trong này nó sẽ phải cách nhau dấu phẩy như thế này mỗi lần các bạn định nghĩa những cái hiệu ứng của nó. Thì các bạn chạy lên, các bạn sẽ thấy là lúc này thẻ div của chúng ta chính là cái đối tượng có hình tròn này đã đổi màu. Bây giờ vấn đề của chúng ta là làm sao để cho nó chạy sang bên trái và chạy sang bên phải một cách tự động và nó sẽ đổi màu nữa. Thì ở đây chúng ta đã giải quyết được phần đổi màu rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tác động keyframe đối với cái nudge. Thì ở đây tôi sẽ quy định như sau. Thì đối với cái này tôi sẽ quy định trường hợp là 0% và 100%. Tôi sẽ dùng transform với cái thuộc tính là translate. Tôi sẽ để là 0 và 0. Tiếp theo, đối với trường hợp là 50%, đối với khi là 50%, thì tôi transform của tôi sẽ là gì? Transform của tôi với translate sẽ là 200 pixel, dịch chuyển 200 pixel là 0. Và đến khi được 100%, tọa độ 100%, tôi sẽ để translate quay về với mốc ban đầu là bao nhiêu các bạn? Tôi sẽ để với mốc là cũng là âm 200 pixel như thế này. Thì các bạn sẽ thấy nó có sự thay đổi. Tôi để đến 80 thôi ở đây, và sau đó tôi sẽ chạy lên thì các bạn sẽ nhận thấy có sự thay đổi. Lúc này thẻ của chúng ta đã dịch chuyển về bên trái khoảng 200 pixel, sau đó nó quay về bên phải đúng với vị trí bằng âm 200 pixel là về với so với gốc vị trí ban đầu, và nó sẽ chuyển động như thế này. Thì đối với keyframe nó không phải là một khái niệm xa lạ gì nữa. Nếu những bạn mà hay làm video hay sản xuất video hoặc là sử dụng những phần mềm chỉnh sửa video thì khái niệm keyframe nó cực kỳ quen thuộc, bởi vì nó là những cái nó sẽ giúp chúng ta bắt những cái khung hình để chúng ta tác động những cái hiệu ứng vào từng khung hình đó, và nó sẽ tạo ra cái sự chuyển động cho một đối tượng. Và trong CSS3 thì nó cũng ứng dụng được cái này, và cái mà chúng ta đang sử dụng để có thể tạo ra được sự chuyển động này đó chính là thuộc tính keyframe đó. Thì đây là một ví dụ cực kỳ đơn giản về cách sử dụng hiệu ứng CSS3 để các bạn có thể tạo ra
được những đối tượng có thể chuyển động. Đây là kiểu chuyển động đơn giản. Ngoài ra CSS3 nó giúp cho chúng ta có thể tạo ra những kiểu chuyển động phức tạp hơn. Thì tôi sẽ làm những cái ví dụ đó ở video tiếp theo. Ok, bây giờ các bạn hãy xem lại nó một lần nữa và thực hiện nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.